Tối 13 tháng 2, bệnh nhân Huỳnh Thanh Tuấn, 30 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị nhiễm cúm AH1N1 đã tử vong. Trước đó, ngày 5 tháng 2, bệnh nhân này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng mệt, ho, suy hô hấp nặng, suy đa tạng. Bệnh nhân không có dấu hiệu thuyên giảm và đã tử vong. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang điều trị cho 4 bệnh nhân khác nhiễm cúm nặng. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy cả 4 bệnh nhân này dương tính với virus cúm AH1N1. Đáng lưu ý là hầu hết các bệnh nhân đều ở độ tuổi còn trẻ, trong đó có một bệnh nhân 18 tuổi và một bệnh nhân 17 tuổi. Đặc biệt có một điều dưỡng của bệnh viện vừa nhiễm cúm AH1N1 có thể là do lây từ bệnh nhân. Các bệnh nhân trên đều nhập viện với các triệu chứng ho, sốt.